Xin chào tất cả các bạn, tôi là Mỹ Hạnh và hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn về cái cách mà chúng ta nhận biết được cơ thể của chúng ta thiếu nước. Vâng, đây là một cái chủ đề có rất là nhiều người đã chia sẻ và cũng có rất nhiều người biết được rằng cơ thể của chúng ta cần phải đủ nước thì mới có được cái thứ nhất là sức khỏe tốt ạ, thứ hai đó là làn da đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà mấy ai đã thực hiện được cái điều này? Nhưng mà khi mà để các bạn nhận biết được rằng cái cơ thể của bạn là khi nào là thiếu nước thì các bạn phải hiểu được rõ cái vai trò của nước đối với sức khỏe của chúng ta. Có rất nhiều người bạn chia sẻ với Hạnh rằng họ không cảm thấy ngon khi họ uống nước, họ cảm thấy rằng là uống nước rất là khó chịu trong người, tức là óc ách trong người, và đặc biệt là họ cảm thấy rằng là uống nước nó không có tạo ra cái vị ngon và yên tâm. Thì ở đây khi mà Hạnh đã hỏi và chia sẻ, họ đã hỏi họ rằng hiện tại họ đang dùng nguồn nước gì ạ? Họ dùng là nguồn nước vòi và lọc thông thường. Thứ hai đó là họ dùng cái nước là nước đóng chai, đúng không ạ? Thì hai cái nguồn nước đó họ uống họ cảm thấy không ngon, và đó là cái lý do mà họ không thích uống nước. Vâng, trong phạm vi cái video này thì Hạnh chỉ cần chia sẻ với các bạn về cái chủ đề đó là các bạn hãy cần nhận biết rõ khi cơ thể của bạn đang ở cái thời điểm là thiếu nước. Cái điều đầu tiên bạn có thể quan sát cơ thể của bạn ở cái thời điểm thiếu nước, điều đầu tiên đó là bạn nhận thấy rằng là cơ thể của bạn rất là mệt mỏi. Mệt mỏi đấy là một cái dấu hiệu uể oải của sự thiếu nước. Các bạn biết rằng khi mà chúng ta uống đủ nước, nghĩa là cơ thể của chúng ta vừa được uống nước và vừa được đưa oxy vào trong cơ thể của chúng ta. Khi mà bạn nhận thấy rằng cơ thể của bạn uể oải, nghĩa là một phần cơ thể của bạn đã bị thiếu nước. Và cái điều đầu tiên là bạn hãy bổ sung nước cho cơ thể của bạn. Cái điều thứ hai khi mà bạn nhận biết được rằng cơ thể của bạn thiếu nước, đó là da của bạn rất là khô. Nhất là những người nào mà bị mẫn cảm với thời tiết thì da của bạn có thể là nổi mẩn ngứa lên. Thì đó là cái dấu hiệu báo hiệu là cơ thể của bạn thiếu nước. Vì sao cơ thể khi mà da của bạn khô mà bạn lại dễ bị nổi mẩn ngứa? Bởi vì lý do rất là đơn giản là khi mà bạn uống nước vào cơ thể của bạn, cái lá gan của bạn chiếm đến 83% là nước. Nó sẽ có cái chức năng gì ạ? Là thanh lọc cơ thể của bạn. Nhưng mà bạn cấp cái nước chưa đủ cho cái cơ thể của bạn, chưa đủ cho lá gan của bạn để thải độc cơ thể của bạn, thì lá gan của bạn nó chưa đủ cái nước để thải độc, nó đã làm dẫn đến cái việc là cơ thể của bạn bị khô da. Bạn biết da là cái nơi tiếp nhận nước cuối cùng, nhưng mà nó lại chiếm đến 80% là nước. Chính vì vậy mà khi bạn uống thiếu nước thì gan không thải độc được, dẫn đến cái việc là da bị khô và da sẽ nổi mẩn ngứa. Nguyên nhân thứ hai đó là bạn quan sát nhìn thấy đó là da bị nổi mẩn ngứa hoặc là khô da, thì đấy là dấu hiệu báo thiếu nước. Và cái dấu hiệu thứ ba mà bạn nhận thấy được đó là hiện tượng táo bón, đúng không ạ? Có những người thì bị táo bón kinh niên, có những em bé hoặc là có những em nhỏ bị táo bón, hoặc là ngay cả người lớn chúng ta cũng bị táo bón. Táo bón thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến táo bón. Chúng ta có thể là do chúng ta không ăn trái cây, không ăn đủ rau để có những cái chất xơ đưa vào cơ thể của chúng ta. Nhưng cái nguyên nhân bạn có thể thấy rõ đó là thiếu nước. Ngày nào bạn thử uống mà xem, nếu bạn uống đủ 2 lít nước một ngày, tôi dám khẳng định với bạn một điều là bạn không còn cái hiện tượng táo bón nữa. Bởi cơ thể của bạn nó thiếu nước, nó không đủ nước để cung cấp cho nước đến từng tế bào. Cơ thể của bạn, đường ruột của bạn không đủ nước cấp nước cho những tế bào ở trong đường ruột hay tế bào ở trong bao tử của bạn, thì nó sẽ không kích hoạt được tất cả những cái hoạt động lưu thông ở trong cơ thể của bạn. Thì khi bạn không uống đủ nước thì dưới dấu hiệu táo bón chính là cái dấu hiệu thứ ba mà bạn nhận thấy rằng cơ thể của bạn chưa đủ nước. Dấu hiệu cuối cùng khi mà bạn nhận có rất nhiều dấu hiệu, nhưng bạn dấu hiệu thứ tư bạn có thể nhận thấy được rằng đó là cái môi của bạn, đúng không ạ? Môi của bạn hay là bộ phận bạn có thể quan sát của con bạn hay chồng bạn nó bị khô và bong môi, bong nứt nẻ cái môi của bạn ra, thì đấy là cái dấu hiệu cho bạn thấy rằng là nó thiếu nước. Thiếu nước thì khi mà bạn biểu hiện nặng ở trên da, đó là dấu hiệu vô cùng là thiếu nước. Có rất là nhiều người nói với tôi rằng là họ uống một ngày 1 đến 2 lít nước nhưng tại sao vẫn là thiếu nước. Xin thưa với các bạn rằng bạn uống nước, ở đây tôi muốn nói các bạn rằng nước là nước trắng nha bạn. Nước là nước lấy từ máy nước ra và nước trắng. Chứ bạn không tính là một ngày bạn ăn nước canh hay bạn uống cà phê, bạn uống trà, bạn uống nước trái cây, bạn cũng cộng dồn vào, bạn cho rằng đấy là cái nước bạn uống trong ngày, nhưng không phải là thế. Cái nước mà bạn uống đây ở phải là cái nước trắng, nước lọc nha các bạn. Thì đấy là cái khi mà bạn uống là uống phải đủ nước, nếu không thì cái dấu hiệu thứ tư bạn nhận biết đó là cái môi của bạn nó sẽ bị nứt nẻ và chảy máu ra, thì đấy là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho cơ thể của bạn thiếu nước nhé. Bạn nhận biết cái điều đấy. Và cái dấu hiệu mà bạn có thể nhận biết là khi cơ thể của bạn thiếu nước nữa, đó là bạn cảm thấy gì không ạ?
đó là da tay da chân của bạn, bàn lòng bàn chân, lòng bàn tay, và đặc biệt là bạn rất hay bị co rút chân. Co rút chân mới là hiện tượng chuột rút đấy ạ. Đấy cũng là một trong những cái dấu hiệu thiếu nước. Nếu như ai đó thường xuyên bị chuột rút vào ban đêm thì các bạn hãy xem xét lại cái việc rằng là chúng ta có hoạt động thường xuyên hay không, chúng ta có tập luyện thường xuyên hay không, và chúng ta uống có đủ nước hay không. Nếu bạn có dấu hiệu bị chuột rút vào ban đêm thì theo tôi bạn hãy uống nước trước khi đi ngủ để giúp cho cơ thể của bạn thay đổi, và bạn làm liên tục trong vòng 2 tuần đến 20 ngày. Các bạn sẽ thấy được kết quả rất là rõ ràng nhé. Thiếu nước là một trong những nguyên nhân khiến cho cơ thể của bạn bị chuột rút. Đấy là nguyên nhân thứ 5. Nguyên nhân tiếp theo, khi mà bạn quan sát cơ thể của bạn, bạn có thể nhìn thấy cái dấu hiệu thiếu nước là gì không ạ? Tôi đố các bạn biết dấu hiệu thiếu nước cuối cùng, đó là chính là khi mà bạn bị khô mắt. Bị khô mắt cũng là một trong những nguyên nhân thiếu nước nghiêm trọng. Nếu bạn ngồi trước cái màn hình máy tính nhiều, và trước mà khi mà các bạn phải hoạt động quá nhiều, làm việc quá nhiều trên máy tính, các bạn cảm thấy cái mắt mình bị khô và bạn bắt đầu rụi cái mắt như thế này, nghĩa là cơ thể của bạn đang bị thiếu nước. Tôi khuyên các bạn hãy đứng lên và lấy cái ly nước uống ngay lập tức vào cho cơ thể của bạn. Và bạn có thể massage cho cái mắt của bạn bằng cách giống như trong phương pháp yoga. Các bạn có thể massage và ủ cái đôi mắt của mình nó ấm lên một chút, thì lúc đấy là cơ thể của bạn và đồng thời cái mắt của bạn nó sẽ được cải thiện hơn. Cái dấu hiệu thứ 6 đó là cái mắt của bạn nó bị khô. Cái dấu hiệu cuối cùng mà các bạn có thể cảm nhận được rằng là cơ thể của bạn bị thiếu nước nghiêm trọng, tôi đố các bạn tìm ra thấy nó là cái gì ạ? Đó là cái cổ họng của bạn. Nếu như mà khi bạn thiếu nước thì cái cổ họng của bạn nó bị khản đi, bạn nói nhiều nó sẽ bị mất nước, và bạn nói liên tục thì đương nhiên cái hơi thở của bạn nó phát ra, thì cái cơ thể của bạn nó bị thiếu nước nghiêm trọng. Thì cái khi mà bạn bị khan tiếng hoặc là bị rát cổ thì cái việc đầu tiên tôi khuyên bạn đó là bạn hãy để thường xuyên, nếu mà bạn thường xuyên phải nói thì bạn hãy để những cái bình nước như này ở bên cạnh bạn để bạn bổ sung thường xuyên cho cơ thể của bạn. Bạn nếu bạn không uống liền một ly được thì bạn hãy uống nhấp từng ngụm để cho cơ thể, để cổ họng của bạn luôn có nước, để nó tránh cái việc gì ạ? Viêm họng khi mà bạn nói rát họng, khô cổ nó sẽ dẫn đến cái việc là viêm họng, thì lúc đó cũng là cái dấu hiệu của thiếu nước. Thì tôi khuyên bạn hãy tìm hiểu là về 6 cái dấu hiệu thiếu nước. Dấu hiệu đầu tiên là các bạn bị khô da, thứ hai là bạn bị khô môi, chảy máu môi, thứ ba là bạn bị táo bón đúng không ạ, thứ tư là bạn bị chuột rút, thứ năm đó là bạn bị dị ứng da, và thứ sáu là bị ho, viêm họng. Thì đấy là 6 cái biểu hiện của bạn thiếu nước. Khi mà bạn thấy cơ thể bạn thiếu nước thì cái điều quan trọng đó là bạn hãy ý thức được rằng nước là vô cùng quan trọng đối với cơ thể của bạn. Cơ thể của bạn, trọng lượng cơ thể của bạn chiếm từ 70 đến 75% là nước. Tôi khuyên bạn hãy cho cơ thể của bạn có cơ hội được uống đủ nước nha các bạn. Uống đủ nước thì các bạn hãy lên là uống đủ nước để cho tất cả những cái bộ phận cơ quan nội tạng của cơ thể của bạn được hoạt động một cách bình thường, và cơ thể của bạn sẽ luôn được khỏe mạnh và thực sự biết ơn bạn khi mà bạn cung cấp nước đủ cho cơ thể của bạn. Đó là những cái lời khuyên của tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy follow, hãy theo dõi và hãy share cho kênh của tôi để tôi có nhiều cái động lực chia sẻ với bạn những cái điều và những cái kinh nghiệm mà tôi biết được. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.